Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở ấp Tân Hưng Phước, xã Tân Hòa Tây của huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang để giới thiệu cho anh chị một miếng đất lúa có diện tích là 5.000 m², chủ kêu giá hết đất luôn là 1,5 tỷ nha. Thì tính ra miếng đất này của mình là khoảng 300 triệu 1.000 m² á ha anh chị. Rồi thì cái con đường đi vô trong đất của mình hiện tại chỉ là đường xe máy thôi chứ ô tô thì sẽ không có đi được nha. Rồi thì từ cái vị trí đất của mình ở đây nè, anh chị đi theo cái hướng này, xong rồi anh chị thấy cái bờ đê này nè, mình sẽ đi cặp theo cái bờ đê này đi ra, là mình đi khoảng 950 m thôi là anh chị sẽ ra tới đường tỉnh lộ 865. Thì từ cái con đường tỉnh lộ đó đó, anh chị mình rẽ trái là mình sẽ đi về thị trấn Mỹ Phước, còn mà anh chị rẽ phải là mình sẽ đi về Đồng Tháp được nha. Do là cái miếng đất của mình á, thì... mé bên kia mình đi lại tầm khoảng 200 m thôi là sẽ tới cái con đường bê tông công cộng. Nhưng mà ngay chỗ đó là có một cái con kênh thì nhà nước chưa có bắt cầu cho nên là mình sẽ không có qua được. Nên là mình sẽ phải đi theo cặp cái bờ đê này để đi ra. Thì đường thì hiện tại chỉ là đường xe máy thôi chứ ô tô thì sẽ không có đi được nha. Cái vị trí ngay chỗ miếng đất của mình ở đây thì dân cư nó sẽ vắng hơn một xíu nha. Đây để em cho anh chị xem. Nè nè, anh chị có thấy cái chiếc xe máy đang chạy nè. Đó thì cái đó là đường bê tông công cộng á. Cái ngôi nhà này là mặt tiền đường bê tông này ha. Nhưng mà mình đi thì mình sẽ đi theo cặp cái bờ đê bên đây. Chứ bên kia thì mình không có qua được do là không có cây cầu ha. Rồi, thì đây là cái miếng đất mà hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị mình nè. Đó, như anh chị thấy đối diện qua bên đất mình bên đó thì dân cư nó sẽ đông hơn nha. Đất mình thì tổng diện tích là 5.000 m² và mặt tiền bề ngang là khoảng 36 m nha. 36 m là mình sẽ được tính từ cây trụ ranh giới ở đây ha. Anh chị sẽ đo dài qua bên đây luôn. Thì mặt tiền bề ngang là 36 m. Còn chiều sâu vô hết đất luôn á là khoảng 136 nha. Đất của mình thì hiện tại chỉ là đất lúa thôi ha. Và cái này thì do là chủ nhà đang cần tiền cho nên là chủ bán gấp và em sẽ đăng trực tiếp số chủ lên luôn. Nếu như mà anh chị nào cần thì mình có thể liên hệ trực tiếp cho chủ để thương lượng về giá cả nha. Hoặc là anh chị có thể liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái cũng được nha. Rồi thì tới ngay chỗ cái cây trụ ở đây nè, đó là 36 m nha. Và chiều sâu vô hết đất luôn thì ở dưới là có cắm sẵn một cái hàng trụ luôn. Đây nè, đó anh chị có thấy cái hàng cây này nè, nó ngay hàng cây cắm ngang này nè, là bề dài 136 m của mình là sẽ tới dưới đó ha. Đó, dân cư bên đó thì sẽ đông hơn cái bên mé đất của mình nha. Nhưng mà cái vị trí đất của mình ở đây nè, nếu mà anh chị mình có về đây á, mình ở hoặc là mình mở cái, nói chung là mình xây nhà hoặc là anh chị có làm gì mà cần sử dụng tới điện á, thì anh chị mình có thể đăng ký là người ta sẽ kéo vô đây cho anh chị nha. Mình có thể kéo từ cái mé đường bê tông công cộng bên kia qua đây nha. Từ vị trí đất mình á mà anh chị đi lại tới đường đan công cộng đó chỉ có tầm khoảng 200 m thôi. Và phía trước đất của mình là sẽ có một cái con kênh nha. Đây anh chị xem nè, con kênh này là sẽ thông lại cái bờ đê mà lúc nãy em chỉ cho anh chị á ha. Đối diện bên kia thì cũng chỉ là đất của hàng xóm thôi. Ở đây thì còn là đất lúa nha anh chị. Đó anh chị xem nè. Rồi thì để em sẽ mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Thì ở đây á là thuộc về ấp Tân Hưng Phước của xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Đất thì nằm trên mặt tiền đường đất thôi. Đường này thì đường xe máy chứ mà xe ô tô thì chưa có vô được. Nhưng mà mình cách đường tỉnh lộ 865 chỉ có 950 m thôi ha. Rồi thì anh chị xem nè, đất của mình thì sẽ nằm ở hướng Bắc nha. Rồi anh chị xem nè, thì cái nút màu xanh xanh là vị trí em đang đứng ở ngay đất của mình đây. Đây, ngay đất của mình nè ha, đây là con kênh phía trước đất mình nè. Thì cái đường này là cái con đường bê tông công cộng mà em nói anh chị cách đất mình khoảng 200 m nè. Đáng lý ra là anh chị sẽ đi thẳng ra đây luôn là mình sẽ có thể đi được con đường rộng hơn rồi. Nhưng mà do ngay đây là chưa có bắt cây cầu nha, cho nên là mình sẽ đi theo cặp cái bờ đê bên đây, cái đường trắng trắng này nè. Đó, anh chị sẽ đi dài theo cặp bờ đê này. Tới ngay chỗ vị trí này là sẽ có một cái cây cầu sắt xe máy ngay chỗ này nè. Đó, anh chị sẽ qua đây rồi mình sẽ đi theo cái con đường bê tông này. Là anh chị sẽ đi ra tới ngoài đường tỉnh lộ 865. Ngay chỗ cây cầu này là cây cầu Mỹ Đông. Đây, cầu này là cầu Mỹ Đông nè. Thì nếu như mà anh chị đi tới đây thì mình, nếu mà mình từ ngay chỗ mà vòng xoay của thị trấn Mỹ Phước á, anh chị sẽ đi thẳng lên theo cái đường tỉnh lộ 865, cái hướng mà đi về Đồng Tháp á. Thì khi mà anh chị tới cây cầu Mỹ Đông thì mình vừa qua cầu là ở bên tay phải sẽ có một cái con đường bê tông cặp theo bờ sông luôn. Anh chị sẽ đi theo con đường bê tông đó ha.
Đây anh chị xem nè, thì đây là cây cầu Mỹ Đông và đây là cái con đường gặp con kênh nè, đây đường bê tông nè. Đó anh chị đi tới đây, đi xe máy nha, tới vị trí này, anh chị sẽ qua cây cầu này rồi qua một cây cầu sắt nhỏ ở chỗ cái nhà này nè. Đó rồi anh chị sẽ đi theo cái con đường này đi vô đất của mình. Đây. Rồi thì để em sẽ mở cho anh chị xem từ đây mà đi ra tới ngoài đường tỉnh lộ 865 ha. Đây nè, anh chị đi là chỉ có 950m thôi. 950m mình đi 2 phút thôi là anh chị ra tới đường tỉnh lộ 865. Bản đồ thì sẽ chỉ là đi cái con đường bên đây, nhưng mà thật ra là mình sẽ đi theo cái đường trắng trắng ở bên đây nha anh chị. Tại bên đây là chưa có cầu nên không qua được nha. Thì ngay chỗ vị trí mà đường tỉnh lộ 865, ngay chỗ cầu Mỹ Đông, sát bên là có trường trung học cơ sở Mai Thị Úc luôn nè ha. Sát bên luôn. Rồi thì để em sẽ mở cho anh chị xem coi từ ngay chỗ vị trí đất mình á, nếu như mà anh chị mình đi chợ á, thì mình sẽ đi chợ của Mỹ Phước Tây. Thì do là đất của mình ở đây sẽ gần với Mỹ Phước Tây của thị xã Cai Lậy nha. Thì từ vị trí đất mình á, mà anh chị đi tới chợ Mỹ Phước Tây á, thì trung bình mình đi là khoảng 3,6 cây số nha. Đây anh chị xem nè, chợ Mỹ Phước Tây mình đi là 3,6 cây số là chỉ có 6 phút thôi là anh chị sẽ tới đây ha. Thì ngay chỗ này sát bên là sẽ có bệnh viện Mỹ Phước Tây luôn, có chợ của Mỹ Phước Tây nè, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3 luôn, rồi siêu thị điện máy xanh, bách hóa xanh, cửa hàng điện thoại di động hay là những cái quầy thuốc tây, quán ăn, quán trà sữa là có đầy đủ luôn nha. Anh chị đi là 3,6 cây số là 6 phút là sẽ tới ha. Rồi thì để em mở luôn cho anh chị xem từ ngay chỗ vị trí đất của mình ở đây á, thì nếu như mà anh chị mình cho con em mình đi học đi ha. Đây, sát bên đất của mình là sẽ có trường trung học cơ sở Mai Thị Úc. Ở bên đây thì có trường tiểu học Trần Thị Gấm nè. Đó, rồi bên đây là có trường mầm non nè, rồi trường tiểu học nè. Bên đây là có trường trung học phổ thông Lê Văn Phẩm ngay chỗ Mỹ Phước Tây nè ha. Đó, có đầy đủ luôn. Thì trung bình anh chị đi trong bán kính tầm khoảng 3,5 cây số đổ lại thôi là sẽ tới chợ, tới trường học đầy đủ hết luôn ha. Còn mà từ vị trí đất của mình ở đây, anh chị đi tới ủy ban của xã Tân Hòa Tây á, thì trung bình anh chị đi là 5,3 cây số nha. Mình đi là 8 phút là sẽ tới ủy ban của xã Tân Hòa Tây ha. Thì sát bên ủy ban á, là em thấy là sẽ có trạm y tế đầy đủ luôn nha. Đây, kế bên ủy ban của xã Tân Hòa Tây là có trạm y tế, có bưu điện luôn. Đó, bên đây là có bến đò luôn ha, có rất là nhiều luôn. Đó. Rồi thì từ để em xem thử coi từ vị trí đất của mình ở đây nha, mà anh chị đi về tới thị trấn Mỹ Phước ngay chỗ mà dòng xây đi ha. Thì mình đi là khoảng tầm 10 cây số thôi là anh chị sẽ về tới ngay chỗ vòng xây của thị trấn Mỹ Phước luôn. Đây. 10 cây số mình đi khoảng 15 phút nha. Còn từ vị trí đất của mình ở đây á, anh chị đi về tới quốc lộ 1A, ngay chỗ mà ngã ba Long Định á, thì trung bình là anh chị mình đi là khoảng 22 cây số nha. Đây, mình đi là 22 cây số, khoảng 31 phút là anh chị về tới ngay chỗ ngã ba Long Định, ngay chỗ mà gần cầu Long Định á. Đây, anh chị xem nè. Ở đây là quốc lộ 1A này, gần cầu Long Định này ha. Còn mà từ vị trí đất của mình ở đây á, anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, thì trung bình anh chị mình đi là 74 cây số nha. Mình đi là khoảng 1 tiếng 50 phút là anh chị về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, đất của mình ở đây là thuộc về ấp Tân Hưng Phước của xã Tân Hòa Tây, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang nha. Thì xung quanh cái vị trí đất của mình á, ở ngay chỗ vị trí đất của mình ở đây thì dân cư sẽ thưa hơn, nhưng mà cách mình 200m qua con đường bê tông bên đây là đường này đường công cộng, thì bên đây là dân cư sẽ đông hơn ha. Đó, cái khu này là dân cư đông hơn nè. Đó, rồi dài dài ra ngoài đường tỉnh lộ thì cũng sẽ đông hơn ha. Nhưng mà từ vị trí đất mình á, anh chị đi những cái chợ chòm hổm hay là những cái tiệm tạp hóa thì mình đi tầm khoảng 1 cây số thôi. Còn mà đi chợ lớn như chợ của Mỹ Phước Tây á, thì mình đi là khoảng 3,5 cây số nha. Thì nếu như mà anh chị nào có quan tâm tới miếng đất này á, thì mình có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của chủ đất cũng được, hoặc là anh chị có thể liên hệ cho bên công ty cũng được nha. Em sẽ để trực tiếp số điện thoại của chủ đất ở phía dưới màn hình luôn ha. Tổng diện tích là 5.000m², bề ngang là 36m, chiều dài là khoảng 136 nha. Và ở đây á, thuộc về đất lúa và chủ kêu giá hết đất luôn là 1,5 tỷ nha. Giá cả thì anh chị mình cứ liên hệ trực tiếp với chủ để thương lượng luôn. Rồi thì cảm ơn anh chị mình đã theo dõi video của em nha.
bên đó là đường đan công, à đường đó là đường lộ nhựa luôn đó anh chị, nhưng mà do ở đây không có cây cầu bắc qua nên là mình sẽ đi theo cái đường đê ở bên đây nha. Rồi đây là một căn nhà vườn khá là dễ thương luôn. Đường này là đường Tây Kênh Cái Đôi. Rồi mình sẽ đi ra ngoài quốc đường tỉnh lộ nha. Đường này là đường Tây Kênh Mỹ Đông nha anh chị, đường 6 tấn nha. Mình đi thẳng theo cái hướng này luôn là sẽ ra đường tỉnh lộ 865. Bên đó là trường, cái trường trung học cơ sở lúc nãy mà em chỉ anh chị là cái trường ở đó đó nha. Đây là cây cầu Mỹ Đông nè ha. Rồi thì em cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nha.